em là công nhân, vợ con đầm đìa, thiếu thốn, bon chen khắp nơi. Vậy làm sao theo được ba gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực? Rồi nên em chịu khó phải tự tu thôi. Vậy làm thế nào để gia nhập cộng đồng sống tử tế? Tóm lại là vì bị bon chen nhiều quá, bị cơm áo gạo tiền nhiều quá, thì làm sao để theo được ba gốc? Đấy, câu hỏi rất vui. Tức là bon chen nhiều quá là bị tâm tham nó vận hành đấy. Rồi nó làm cho tâm sợ. Mình sợ không có nuôi được vợ con. Rồi mình thu mình lại, mình chỉ biết vun vén cho cái gia đình nhỏ của mình thôi, chẳng chịu giúp ai nữa. Thế là nhân thiện lành mình không được gieo ra. Mình đòi gặt quả giống những người họ đã gieo nhân thượng lành rồi. Không bao giờ người ta lên được cái vị trí đấy. Cuộc đời của người ta, những cái thành công đấy, ẩn đằng sau đó là vô số việc tốt người ta đã gieo và vô số khó khăn trở ngại người ta đã vượt qua. Phải hiểu đó là cái hành trình, tức là một đống nhân họ đã gieo. Còn bây giờ mình bị thu mình lại do cơm áo gạo tiền, do vợ con, không chịu làm việc tốt nữa, rồi hơi tí thì sợ, thì đương nhiên mình sẽ không gieo nhân tốt. Không gieo nhân tốt thì 10 năm nữa y như thế, chả khác gì. Rồi một kết thúc một cuộc đời chết hơi lãng phí, hơi phí nha. Nên tôi có cái lời khuyên đối với bạn này: dù em là công nhân, dù em có vợ con rồi, thì em vẫn có giờ trống và em vẫn có ngày nghỉ. Hãy dành những cái giờ trống đó để mà tự học, để rồi dành ra những cái ngày nghỉ đó đi cống hiến cộng đồng đi. Thứ bảy chủ nhật, nếu mà em làm luôn cả thứ bảy thì cố gắng dành chủ nhật đi làm cộng đồng nha. Còn những cái ngày thông thường em làm 1 ca hay 1 ca rưỡi, 2 ca tôi không biết, nhưng một ngày em phải dành ra 1 đến 2 tiếng em tự học, ghi chép vô sổ rất nghiêm túc, tự học để nâng tầm bản thân lên. Cộng với một những cái ngày nghỉ trong tuần, mình cố gắng mình đi làm cộng đồng. Trong những nhóm cộng đồng là 90% là bạn tốt, không có bạn xấu trong những nhóm cộng đồng. Cái đứa lợi dụng nó ít khi nào đi làm cộng đồng lắm, đi làm ăn thì nhiều. Vậy vô tình mình có được nhóm bạn tốt và mình lại từng bước nâng tầm bản thân. 1-2 năm sau em cố gắng nhé, tham dự khoảng 3 nhóm cộng đồng, mình cứ đi sinh hoạt đều đặn, mình cứ đi làm cùng với họ đều đặn, rồi một loạt mối quan hệ nó mở ra. Những mối quan hệ này nó mở ra trên nền tảng bạn tốt, mà bạn tốt thì giúp mình vô điều kiện. Lưu ý, một ngày đẹp trời em thoát kiếp công nhân nhẹ nhàng, nó sẽ giúp mình: ê, ta biết chỗ này tâm người ta rất hướng thiện, người ta là người có tu tập, ta thấy mày đi làm cộng đồng cũng nhiều, mày về đây đi, người ta đang thiếu người đấy. Tự nhiên các bạn từ làm công nhân các bạn nhảy lên thành nhân viên văn phòng luôn. Muốn làm được nhân viên văn phòng phải tự học trước đi một số cái kỹ năng cơ bản văn phòng làm đi, rồi mình được gần gũi với những cái người sếp của mình. Vì làm nhân viên văn phòng là gặp sếp thường xuyên, còn làm công nhân ở dưới xưởng là gặp sếp khó. Mà các bạn gặp sếp, sếp luôn luôn giỏi hơn mình. Nói gì thì nói, sếp vẫn thường là bậc thầy của mình. Các bạn lại được tiếp tục học mở mang ra, thì vài năm sau biết đâu các bạn lại trở thành quản lý cấp trung. Thì lúc này vợ con, kể cả vợ cũng đi con đường đó, thì thoát kiếp công nhân rất là dễ dàng, không quá phức tạp đâu nha. Nên những bạn này là do thiếu một chút dành thời gian ra tự học. Xem TV giảm đi, lướt Facebook giảm đi, tăng thời gian học lên. Và nhớ học phải có đúc kết thì mới thực hành được. Còn thứ bảy chủ nhật dành ra thời gian đi làm thiện nguyện, tức là thực hành những gì đã học, cống hiến cho cộng đồng, cho đi thì phước nó về. Gieo nhân lành thì quả lành nó về thôi, chẳng có gì ngại nha. Thường nửa năm nó chưa trổ quả đâu, nhưng khoảng 2 năm nó trổ quả rất rõ. Cứ mạnh dạn mà làm đi. Rồi, không biết cái trường hợp này của bên Vân có chia sẻ gì thêm. Nhân viên của Vân chẳng hạn, cũng là những người công nhân ngày xưa chẳng hạn. Không, thực ra thì Vân thì luôn luôn khuyến khích cái tinh thần, đúng nghĩa như thầy Vân nói là Vân thì ở đây khuyến khích cái tinh thần tự học của một người động viên. Và Vân có một cái quan điểm rất là rõ ràng là ai cũng có khả năng, ai cũng có tài năng. Đấy, và có những bạn đến bây giờ sau 4-5 năm làm thì bạn cũng vẫn nhớ cái câu nói đầu tiên của Vân dành cho các bạn ấy là gì ạ? À, nhờ cái câu nói đấy. Tức là Vân chỉ nói là ok, em làm được ấy, anh tin em làm được. Thế tự nhiên là các bạn ấy gì? Họ lại có niềm tin, tại vì tự nhiên một cái ông sếp của mình mà lại ông ấy đã gọi là
xây dựng công ty như thế thì mà ông ấy lại tin tưởng một người như mình thì cũng phải có lý do gì đấy. Thì Vân thì Vân luôn trước giờ đấy, đối với ai cũng Vân toàn động viên thôi, động viên cho họ những cái lời động viên khích lệ, và tự nhiên họ cũng phải trải những trải nghiệm cái cuộc sống của họ để họ học những bài học thôi. Mình họ có thay họ được, rồi chỉ thế này nhưng mà họ cần bài học, bài học của họ kể cả con mình sau này cũng thế. Thế nên là gì, cứ động viên để cho trải nghiệm dấn thân, rồi bắt đầu chỉnh sửa, tự sửa, các bạn tự ngộ, tự sửa, tự nhiên tới một thời điểm nó ok, ô hay quá cái này, cái này cái kia, tự nhiên là gì ạ, đến một thời điểm sau khi mà tự nhiên có được cái tinh thần tự học, tự tìm tòi, tự nghiên cứu, tự sáng tạo thì chấp nhận sai để sửa thì lại bạn phát triển rất nhanh. Thì Vân chỉ chia sẻ thế. Thứ hai nữa gì ạ, chia sẻ mọi người là gì, đôi khi mọi người làm nhưng mà tôi thay đổi thế nhưng mà gì, sao chưa thấy kết quả? Không, cái đấy là thực ra quả nó đôi khi là cái duyên, cái nhân duyên nó tới lúc nào thì cái đấy là do phước phần của chúng ta thôi. Thì cái đấy thể hiện cái sự kiên trì của chúng ta, là thực sự kiên trì chứ, chúng ta nhẫn nại chứ, chúng ta thực hành cái điều đấy chưa, này thực hành cái điều như mà thầy Quân nói chưa, chia sẻ chưa, đấy Vân tin luôn, cứ thực hành cái điều thầy Quân vừa gieo ấy. Chúng ta hướng cái việc mà chúng ta hướng thiện, chúng ta giúp cộng đồng, đấy là những nhân thiện lành, thì kiểu gì đến thời điểm chúng ta sẽ gặp được cái điều tuyệt vời, công việc của chúng ta tốt hơn, cuộc sống của chúng ta tốt hơn, mọi chúng ta khỏe mạnh hơn, nó khác được khác hơn đó, tự nhiên nó thấy mọi thứ nó chuyển hóa. Nên là mọi người cứ gieo, chúng ta thực ra là bản thân khi mọi người nhận ra chúng ta đã có, dường như chúng ta có tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà chúng ta quên mất, chúng ta không nhận ra được, hầu hết là chúng ta không nhận ra được, không phải tiền bạc rồi mới cho đâu. Đây chúng ta sẵn có đầy đủ, dường như đầy đủ hết rồi, tình yêu thương này, có mà tình yêu thương chúng ta cho, chúng ta đưa cho nó, động viên chúng ta có. Chúng ta có lòng bao dung vị tha thì tự nhiên chúng ta từ bi, thì tự nhiên nhìn đời bằng gì, bằng ánh mắt cảm thông vị tha ngay, chúng ta sẽ không phán xét nữa. Thường thường là đấy, thấy cái điều gì đấy trên mạng tự nhiên là gì, chưa biết nguyên nhân như thế nào chúng ta lên đấy là gì, comment chửi trên đấy rồi. Nhưng mà đối với Vân, trong một cái quy, trong một cái quy tắc, trong một cái nguyên tắc của Google Bác rất rõ ràng là gì, không đăng tiêu cực lên trên Facebook cá nhân, không comment những vấn đề gì tiêu cực ở bên ngoài. Không phải cái đấy, không phải đến chúng ta phán xét điều đấy. Chúng ta đã hiểu cái nội tình vấn đề gì đâu, hay chúng ta do một người cá nhân nói, hay chúng ta có nhìn cá nhân đấy riêng, mà chúng ta thấy nhìn đời, chúng ta thấy đã phán xét rồi. Nếu không yêu thương, nếu không cảm thông được thì thôi, chúng ta hãy cứ lướt qua nhẹ nhàng, đừng bận tâm vào đấy, chứ đừng lên đấy chửi bới rồi thế này thế nọ kia, chúng ta lại dính cái nghiệp không tốt, dính nghiệp không tốt. Thế nên là gì, chúng ta hãy chú ý những điều như vậy. Đấy là một cái nguyên tắc mà trong Google Maps áp dụng, không có đăng. Ý định có vấn đề gì đấy thì cứ tự chuyển hóa. Nhờ ai để giúp đỡ. Ơi, câu hỏi từ nãy bạn hỏi là làm sao gia nhập cộng đồng sống tử tế, các bạn công nhân từ nãy á, bạn cứ sống tốt và bạn muốn tự học đi thì cộng đồng sống tử tế cam kết là hỗ trợ bạn. Ví dụ nếu mà bạn ở Sài Gòn hoặc ở Hà Nội, bạn làm công nhân ở đâu tôi không cần biết, nhưng nếu có những cái chuyến thiện nguyện thì các bạn cứ đến đây. Chúng tôi là có những cái nhóm vẫn thường xuyên đi làm thiện nguyện, hoặc nếu thứ bảy chủ nhật không đi làm thiện nguyện thì các bạn vẫn hay đi tu tập, hoặc là đi đến gia đình nhau thăm hỏi trên nền tảng của hiểu và thương. Nó là một hình thức gắn kết đội ngũ. Bạn cứ hòa nhập đi, bạn mới hiểu ồ cái cách này thì con người kết thân dễ hơn này, ồ cái cách này thì đây là sinh ra những người bạn tốt này, ồ mình đi làm thiện nguyện như thế này này thì mình vừa được tạo phước mà vừa có những người bạn tốt này. Về các bạn áp dụng cho xung quanh mình thì tự nhiên bạn tốt nó hút về, rồi cuộc đời bạn được thay đổi nha. Nên tham dự cộng đồng sống tử tế rất dễ, quyết tâm sống tử tế và gia nhập nhóm bạn tốt, lựa nhóm bạn tốt mà chơi. Nếu chưa có nhóm bạn tốt, lên BKE Hà Nội cũng được, Sài Gòn cũng được nha. Cứ lên đi, cứ thăm hỏi đi, rồi kết nối với nhóm, rồi đi chơi cùng, tập dần đi, mình cứ mạnh dạn lên, cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở. Còn ngồi ở nhà há cái mồm ra bảo Sung ơi dụng vào mồm đi thì chắc hết đời không biết nó có vào mồm mình không. Đó. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới. Cập nhật nhiều nội dung. Lôi cuốn, hấp dẫn. Chuyển hóa bản thân và gia đình. Đánh thức ý nghĩa cuộc đời. Phiên bản mới.
Truy cập bke.edu.vn/ck3h.